Ngày 23 tháng 8, Công an thành phố Sa Đéc đang củng cố hồ sơ xử lý người đàn ông trốn truy nã, đu bám trên xe tải. Theo đó, vào trưa ngày 21 tháng 8, chốt kiểm soát dịch bệnh phòng chống COVID-19 trên tuyến quốc lộ 80 thuộc ấp An Hòa Nhất, xã Tân Bình, huyện Châu Thành thì phát hiện Thái Văn Thanh, 47 tuổi, đu bám trên xe tải. Tổ công tác truy đuổi thì Thanh nhảy xuống sông bơi về phía ấp An Thạnh, xã An Hiệp, huyện Châu Thành. Công an xã An Hiệp phối hợp với tổ công tác đã nhanh chóng bắt giữ được Thanh. Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện Thanh là người bị công an thành phố Sa Đéc truy nã về hành vi trộm cắp tài sản. Thanh bị phơi nhiễm HIV, nghi nhiễm COVID-19. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pluavongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.